Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của XT Mobile Channel. Thì đây chính là Samsung Galaxy S8, chiếc điện thoại bây giờ đang mức giá khoảng tầm 6 triệu. Và nếu như các bạn để ý á, thì cái chiếc S8 này nó sẽ mức giá chênh với chiếc LG G7 mà hôm qua mình mới chia sẻ cho các bạn khoảng 1 triệu đồng thôi. LG G7 khoảng tầm là 7 triệu không năm mấy nghìn ấy, còn mấy chiếc máy này thì khoảng tầm là 6 triệu mốt, gần 1 triệu. Nhưng mà nếu như để mà lựa chọn trong lúc này thì mình sẽ chấp nhận bỏ ra thêm khoảng tầm 1 triệu để chọn LG G7. Bởi vì dẫu sao đi nữa thì LG G7 nó cũng sẽ có khá nhiều điểm hơn chiếc S8 này. Và mình sẽ chia sẻ với các bạn một số thứ mà nếu như các bạn chấp nhận được thì cũng có thể lựa chọn Samsung Galaxy S8 nhé. Mức giá cụ thể của Samsung Galaxy S8 và LG G7 thì các bạn có thể tham khảo tại XT Mobile thông qua đường link mình để phía bên dưới phần mô tả của video. Đầu tiên nói về trải nghiệm màn hình đi, thì Samsung Galaxy S8 nó sẽ mang lại cho chúng ta một cái màn hình kích thước lớn lên tới 5,8 inch, độ phân giải 2K cộng và tấm nền Super AMOLED. Với cái thông số như thế này thì khi mà các bạn đem ra so sánh với chiếc LG G7 thì nó sẽ không hề thua thiệt một cái gì cả. Đặc biệt với tấm nền Super AMOLED thì nó sẽ mang lại cho các bạn những cái trải nghiệm về màu sắc là cực kỳ rực rỡ. Chúng ta sẽ có độ tương phản cao, màu đen sâu với độ sáng tốt để cho các bạn có thể sử dụng tốt khi ra ngoài trời. Nhưng mà nếu như các bạn cần một cái màn hình màu sắc nó trung thực hơn một tí thì rõ ràng cái chiếc LG G7 nó lại làm tốt hơn cái điểm này. Ngoài ra nữa thì màn hình của LG G7 lại mang lại chúng ta một cái thứ mà màn hình của S8 không có, đó là cái màn hình tay thỏ. Nhưng mà nói chung là nó vẫn sẽ thuộc về sở thích của tùy từng người thôi. Như mình thấy thì màn hình của chiếc S8 nó sẽ phục vụ cho cái nhu cầu, những cái sở thích của mình nó tốt hơn so với màn hình của LG G7. Cái điểm thứ hai đó là về thiết kế. Thì với Samsung Galaxy S8 chúng ta sẽ có một kích thước tổng thể nó nhỏ gọn hơn, nó thon hơn, và cũng như nó sẽ có thiết kế cong cực kỳ mềm mại, bên trên cong xuống, bên dưới cong lên, tạo ra chúng ta cảm giác cầm nắm là cực kỳ đã. Mặc dù nó sẽ hơi trơn một chút ở phần viền này, nhưng khi các bạn kết hợp với những cái ốp thì chúng ta vẫn sẽ có thể là cầm nắm nó cực kỳ ngon lành bằng một tay. Và khi các bạn sẽ thao tác một tay này, đó quá là dễ dàng. Thay vì việc là LG G7 sẽ có thêm một cái phần viền đen ở xung quanh này, nó làm cho chiếc máy to hơn một chút. Phần thiết kế thì mình vẫn sẽ đánh giá Samsung Galaxy S8 tốt hơn. Và chúng ta sẽ đến với những phần mà S8 nó sẽ không tốt hơn so với chiếc LG G7, khiến cho các bạn sẽ phải phân vân khá nhiều. Đấy là về mặt cấu hình. Với Samsung Galaxy S8 như mình đang cầm ở đây thì nó sẽ chỉ có con chip là Exynos 8895, chúng ta có 4GB và chúng ta có 64GB nhớ trong mà thôi. Mặc dù nếu như trong những trải nghiệm bình thường các bạn vẫn có thể chơi game được, các bạn vẫn có thể nghe gọi và cũng như các bạn vẫn có những trải nghiệm mượt mà trên cái giao diện Experience, hay là các bạn nâng cấp lên phiên bản Android 9.0 thì chúng ta sẽ có giao diện One UI. Nói chung là nó vẫn mượt, nhưng nếu như để so sánh với hiệu năng của LG G7 thì nó sẽ thua kém một bậc rất rõ rệt. Bởi vì LG G7 nó sẽ được sử dụng một con chip rất mới, đó là Snapdragon 845. Bộ nhớ RAM vẫn là 4GB, vẫn 64GB nhớ trong. Nhưng mà khi mà các bạn so sánh về khả năng chơi game của Samsung Galaxy S8 và LG G7 thì sự khác biệt mà chúng ta nhận lại được là rất rõ rệt. Thế nên rằng là ở cái mặt hiệu năng, nếu như các bạn cần một chiếc máy nó phải thực sự mạnh thì các bạn nên lựa chọn cho mình LG G7. Còn nếu như các bạn chỉ cần một hiệu năng vừa đủ để sử dụng và cũng như là cần một chiếc máy nó rẻ hơn một chút, vẫn ok, thì Samsung Galaxy S8 ngon lành. Một cái trải nghiệm nữa đó là về camera. Thì với Samsung Galaxy S8 các bạn đã biết chúng ta có camera 12MP khẩu độ f1.7. Trong trải nghiệm chụp hình thông thường thì có lẽ là mình không có bất kỳ một điều gì để có thể chê cũng như là phàn nàn với camera này cả. Bởi vì là chi tiết ảnh mang lại, màu sắc, độ tương phản của bức ảnh cho ra nên cực kỳ đã. Và khi các bạn zoom lên thì chi tiết nó giữ lại cũng rất là ngon. Nhưng nếu như để mà so sánh với camera của LG G7 ạ, thì nó lại thua thiệt hơn rất nhiều. Bởi vì LG G7 chúng ta sẽ có tới hai camera ở phía đằng sau phần lưng, chúng ta sẽ có những trải nghiệm chụp hình xóa phông xịn sò, và các bạn cũng sẽ có camera góc thường, góc rộng. Nó sẽ mang lại cho các bạn những cái tính năng chụp hình khác nhau và những cái trải nghiệm nó sẽ rất khác biệt. Ngoài ra thì cụm camera của LG G7 còn mang lại cho các bạn những cái chế độ khác, ví dụ như là quay phim cine video để có thể zoom ra zoom vào một cách mượt mà hơn, hay là các bạn cũng có thể add luôn những cái bộ lọc màu trong cái quá trình quay phim mà không cần phải edit lại. Thì đó đều là những thứ mà chiếc S8 này nó thua thiệt hơn so với LG G7. Ngoài ra thì chiếc Samsung Galaxy S8 này nó cũng sẽ thua thiệt một điểm nữa, đó là về khả năng nghe nhạc bằng tai nghe. Thì bởi vì LG G7 nó có đát rời mà, nên là chắc chắn là nó cũng sẽ vượt trội hơn, ngon hơn chiếc S8 này rồi. Và nói chung với mức giá rẻ hơn khoảng tầm 1 triệu thì Samsung Galaxy S8 nó sẽ có thiết kế đẹp hơn, nó có màn hình ngon hơn, nhưng mà một số thứ mà chúng ta phải chấp nhận đó là về hiệu năng của nó sẽ không tốt bằng, camera cũng sẽ không mang lại những trải nghiệm mới, và cũng như là chúng ta sẽ không có cái khả năng nghe nhạc ấn tượng như LG G7. Và nếu là các bạn thì các bạn có chấp nhận một mức giá rẻ hơn để chọn Samsung Galaxy S8 hay không? Xin mời comment để lại cái sự lựa chọn của các bạn ở phía bên dưới phần bình luận của video. Mình thì có lẽ là mình không chọn chiếc nào rồi, bởi vì là mình ít tiền lắm, bao giờ phải đền thì mình mới mua mà thôi.
Các bạn cảm thấy Rick đừng quên để một like, share và bấm vào subscribe kênh YouTube của XT Mobile Channel. Và các bạn quan tâm đến hai sản phẩm này có thể tham khảo tại đường link mình để phía dưới phần mô tả video này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.